ở phần hướng dẫn sử dụng để chuyển đổi toàn bộ công trình sang hệ tiếng Anh. Hiện nay thì với phiên bản 2010 chúng tôi đã tích hợp cái phiên bản dự toán G8 song ngữ Anh Việt. Để chuyển sang tiếng Anh chúng ta làm như sau. Cách thứ nhất, chúng ta vào menu hiển thị, chúng ta vào tiếp menu ngôn ngữ, sau đó chúng ta chọn tiếng Anh hoặc là tiếng Việt ở phía dưới này. Tuy nhiên để làm nhanh hơn, chúng ta có cách hai, chúng ta bấm vào nút ngôn ngữ trên thanh công cụ, chúng ta chọn tiếng Anh ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn ở ô tỉnh thành phố quen thuộc đây, thì chúng ta sẽ chọn là cái tỉnh thành phố, từ cái đơn giá của nó chúng ta dùng là England. Và lúc này thì G8 đã chọn chỉ cho chúng ta một loạt các cái đơn giá định mức mà chúng tôi đã làm theo cái định mức 176 và là toàn bộ tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nhập một số đầu việc ở đây. Ví dụ tôi chọn mã AE về phần xây chẳng hạn. Thì G8 liệt kê ra rất nhiều công tác ở đây, như chúng ta đã nhìn thấy ở đây. Và các công tác này hoàn toàn bằng tiếng Anh cho chúng ta. Chúng ta bấm nút chọn. Dạ. Tiếp theo chúng ta chọn một vài công tác về về cốt thép nữa chẳng hạn. Chúng ta có thể chọn một vài công tác ở đây. Cái tên hạng mục này là chúng tôi quan niệm rằng là tên hạng mục thì thông thường chúng tôi không tự đổi, bởi vì là cái tên hạng mục này thường 100% chúng ta sẽ gõ lại. Giả sử như tôi gõ lại là subject ABC chẳng hạn. Tên công trình thì chúng ta có thể tự đổi lại. Thế còn bây giờ chúng ta khảo sát một số sheet ở bên bảng sheet giá tháng chẳng hạn. Ở đây thì toàn bộ từ tên các cái vật liệu, nhân công, máy, rồi tên bảng biểu chúng tôi đều chuyển toàn bộ sang tiếng Anh. Tương tự như nguyên hao phí vật tư, từ tên bảng biểu đến tên của các vật liệu, toàn bộ tiếng Anh hết, chúng ta kiểm soát đây. Bên chuyển sang tổng vật tư, cũng tương tự tất cả mọi thứ đã được chuyển sang tiếng Anh. Đấy. Chuyển sang bên cước vận chuyển, hoặc là chuyển sang bên cước bộ, chuyển sang tổng hợp kinh phí hạng mục, thì toàn bộ đã chuyển sang tiếng Anh ở đây. Tổng hợp chi phí dựng, tổng hợp chi phí thiết bị, tổng hợp dự toán chi phí toàn bộ công trình, tất cả các chi phí như là chi phí quản lý dự án, rồi chi phí tư vấn đầu tư dựng, đấy, rồi các chi phí như là chi phí thiết kế, rồi chi phí các chi phí đây thì đều được chuyển toàn bộ sang tiếng Anh. Đấy. Chuyển sang chiết tính cũng tương tự như vậy, tất cả các công tác, tất cả các vật liệu nhân công đều chuyển sang tiếng Anh. Chuyển sang dự thầu, tất cả công tác chuyển tiếng Anh. Hoặc là cái bảng phân tích vật tư thì các đầu việc cũng như là các hao phí định mức của nó cũng như tên bảng biểu đây chúng ta đều là tiếng Anh cả. Đấy. Hiện tại đây thì có một số cái, ví dụ như là tên các cái sheet, ví dụ sheet công trình, sheet giá tháng, rồi sheet tổng hợp vật tư vân vân, thì chúng tôi không tự đổi sang tiếng Anh vì lý do kỹ thuật và cũng thực sự không cần thiết. Bởi vì khi mà chúng ta in ấn những cái bảng này chẳng hạn, đây, bảng này chẳng hạn, đây, thì cái tên sheet nó không được hiện ra ở đây, và khi chúng ta in ấn để mà đưa cho đối tác của chúng ta là liên doanh hay là nước ngoài chẳng hạn, thì đây toàn bộ tiếng Anh, cho nên cái việc mà thể hiện cái tên sheet ở đây có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng quan trọng các cái bảng ở phía trên, các cái menu ở phía trên thì gần như toàn bộ đã chuyển đổi toàn bộ sang tiếng Anh chúng ta rồi. Đấy. Thì giả sử những đối với những người là nước ngoài người ta dùng thì gần như tất cả các cái tác vụ ở đây cũng như là ở đây người ta đọc, người ta có thể hiểu được như bình thường. Để chuyển về ngược lại tiếng Việt thì chúng ta vào cái thanh công cụ này, chúng ta chọn tiếng Việt. Đấy. Thì tất cả các bảng biểu ở đây sẽ trở về tiếng Việt. Tuy nhiên thì những công tác này thì bắt buộc chúng ta phải vào mới hoặc là chúng ta gõ lại từ đầu. Chứ G8 sẽ không tự động dịch một từ Anh sang Việt hoặc ngược lại từ Việt sang Anh. Đấy. Thì chúng ta có thể, sau khi nếu mà chúng ta chọn tiếng Việt thì thường chúng ta phải chọn lại cái đơn giá của chúng ta ứng với các tỉnh, ví dụ Hà Nội hay là Hồ Chí Minh hay Lào Cai, Khánh Hòa vân đây, thì để chúng ta có đơn giá tiếng Việt như bình thường. Phần hướng dẫn sử dụng dự toán G8 để chuyển đổi sang tiếng Anh song ngữ Anh Việt tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.